Và anh em bên BMT lại làm cái clip vệ sinh họng ga họng hút của con xe Forerunner này. Đây, đây là một họng cũng đã được vệ sinh rồi này. Đây, còn những cái họng chưa được vệ sinh này, chưa vệ sinh nó bẩn, gần như là nó bít hết lỗ lại. Mấy cái họng này bẩn tiếp luôn. Tháo hơi nhiều chi tiết. Con này mà là làm xong thì đi thì bốc lắm. Thế là anh em đang ngồi thông tiếp cái cổ bên trên này, đường hút vào này. Con này gần như là lần đầu tiên ấy, lần đầu tiên vệ sinh như thế này luôn. Gọi nó đóng này, cũng như kiểu gọi là than, mình gọi là than cám ấy. Kỳ khủng. Nóng bò con này luôn. Này bảo làm sao mà đi nó thoát được đúng không? Thì không thể nào bốc được luôn. Để tí tháo cả cái van ERG ra xịt rửa đó là đi sướng lắm. Tiếp luôn. Đấy. Vệ sinh bằng cái máy này là hiệu quả nhất đây. Sạch nhất luôn. Sạch thì thôi rồi. Mỗi tội là tháo lắp nó hơi bị lâu công. Bụi quá này. Tháo hơi bị lâu. Nhìn cả cái này này. Cái này nó bít này. Nó bít kín luôn cái lỗ này. Tiếp không? Để xin trong cái này. Làm sạch lắm, làm cực kỳ là sạch luôn. Nói chung là tất cả những cái dòng máy dầu hay là gọi là động cơ diesel ấy thì lên thường xuyên làm những cái công việc này này. Đấy. Thì là đi thì nó bốc hơn nhiều, nó không bị bí mà. Cái dòng này dù sao nữa là nó cũng rất là nhanh bẩn những cái cổ này. Cổ hút cổ lạp này tinh luôn cả là khi phun luôn, khi phun buồng đốt này. Tháo nó hơi nhiều chi tiết một chút thôi, tháo rộng ra này mới làm được cái kim về lâu nó bẩn, anh em phải tháo hết ra và tinh giản xong. Bản này làm nó hơi lâu, cái máy dầu này làm nó
không nhanh bằng máy máy xăng đâu. Động cơ diesel này bao giờ nó cũng khác. Làm xong rồi rửa sạch sẽ này, xe chú nào lại làm phát nữa, vì làm thật vì đi nó sướng lắm, nó bốc hơn nhiều. Giờ rửa xong nó sạch bóng này. Nó đáng sao rồi, cái máy dầu này làm chi phí nó hơi cao, nó bẩn, tháo ra một lần. Dạ. Đây. Để dùng những cái hạt này. Hạt này nhá, người ta nghiền nó tạo các cái góc cạnh ấy. Xong rồi là dùng cái súng hơi nó tạo ra hơi lén mà. Lén vào nó chỉnh xíu là nó sạch. Sạch. Rất là sạch luôn. Nó cứ khi hơi dùng súng hơi áp lực mạnh nó bắn vào làm sạch lắm. Đây lại là một sản phẩm nữa này. Cái cổ van R cái cổ này. Em ngồi chọc rửa bao lâu ấy nó mới sạch được như này đấy. Giờ sạch bóng kim và làm sạch. Nói chung là sau đợt này là xe này lại đi lại rất là bốc và tiết kiệm nhiên liệu ra. Đã xin đến đâu làm rất lâu công. Gần hết rồi đấy, đấy nó sạch cái này luôn, sạch đây. Còn hai cái trong ba cái, ba cổ rồi, bốn cổ rồi. Xong xuôi đâu đấy hết rồi, anh em bây giờ lại lắp kim rồi thôi, lắp toàn bộ những thứ gì mà tháo ra vệ sinh sạch sẽ là lắp vào. Thì khổ hút này, van RG này. Này sạch tinh nhất rồi. Kim phun xúc hết rồi, vệ sinh sạch sẽ kim phun. Đó, làm xong đấy đi lại sướng ngay, bốc ngay.
Video của mình đến đây kết thúc nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Nếu anh em có nhu cầu bảo dưỡng xe, vệ sinh bồn đốt, khi phun cổ ga, làm điều hòa thì cứ qua địa chỉ gara BMT số 1 ngõ 319 Tam Sinh, Hà Nội nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Anh em mà muốn tư vấn sửa chữa thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 085 672 722. Ok.